Công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện Phù Cử quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả với hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã thực sự lan tỏa vào đời sống, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, huyện ủy Phù Cử đã chỉ đạo mỗi cơ quan đơn vị địa phương đăng ký xây dựng ít nhất một mô hình, điển hình dân vận khéo về phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu như mô hình vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng cây vải trứng ở thôn Phương Bổ, xã Phan Xào Nam. Thực hiện nghị quyết của 27 Đảng bộ xã chuyển đổi cái diện tích coi như lúa coi như cây kém hiệu quả sang trồng cái cây vải trứng. Đối với địa bàn chúng tôi cũng triển khai xuống các đoàn hội ở cơ sở trước, xong triển khai xuống nhân dân, mọi người đồng thuận rất cao. Hiện tại Phương Bổ đã chuyển đổi được khoảng 30 hectare rồi. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, điển hình như mô hình tuyên truyền vận động người dân đồng thuận trong chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của khối dân vận xã Tiên Tiến. Bên cạnh với việc ban hành nghị quyết chuyên đề, xã đã tổ chức các cuộc họp triển khai, giao nhiệm vụ cho từng tổ chức thành viên. Cùng với đó, xã đã thành lập các tổ dân vận ở các thôn tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân. Khối dân vận phân công trực tiếp các đồng chí thường vụ đảng ủy ở xuống 7 chi bộ để họp chuyên đề và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu về mục đích ý nghĩa trong cái việc sắp xếp đơn vị hành chính. Toàn xã này có 1.114 hộ và 2.585 cử tri, thì tỷ lệ đồng thuận là 99,85%. Chỉ tính riêng năm 2023, toàn huyện Phù Cử đã duy trì thực hiện tốt 51 mô hình điển hình dân vận khéo với sự tham gia của 178 tập thể cá nhân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Hiệu quả, có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng, các mô hình được gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tính đến năm 2023, thì trên địa bàn huyện Phù Cử chúng tôi thì duy trì tốt 51 mô hình dân vận khéo tiêu biểu về phát triển kinh tế xã hội, thì có mô hình như là phát triển chuyển đổi cây trồng và trồng cây vải trứng ở xã Phan Xào Nam, rồi mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính ở xã Tống Chân. Mỗi một đoàn thể thì có một phong trào riêng, cựu chiến binh thì là có mô hình tự quản, rồi đối với hội phụ nữ thì có mô hình nhà sạch, ngõ sạch, vườn đẹp. Năm 2024, Ban Dân vận huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc các địa phương đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, nhất là các tiêu chí của mô hình, đồng thời chỉ đạo lựa chọn đăng ký xây dựng 75 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để phong trào dân vận khéo phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.